Thưa quý vị, dù mới đảm nhận chức danh bí thư chi bộ được 2 năm, nhưng anh Chảo Láo Lở, thôn Kỳ Quan San, xã Mường Hùm, huyện Bát Sát, phát huy được vai trò hạt nhân trong tập hợp, khơi dậy tinh thần chủ động tích cực của bà con trong thôn với các nhiệm vụ chung và thi đua phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới ấm no hạnh phúc. Đều đặn mỗi tháng, bà con thôn Kỳ Quan San lại cùng nhau dọn dẹp vệ sinh đường làng, làm đẹp cảnh quan môi trường. Thôn bản sạch đẹp không chỉ giúp cải thiện môi trường sống cho nhân dân mà còn góp phần phát triển du lịch địa phương. Để làm được điều đó, bí thư Chảo Láo Lở đã tích cực tuyên truyền vận động, đồng hành cùng bà con thay đổi lối sống, nếp nghĩ. Được anh Lở vận động thì mình đến cùng mọi người dọn đường mỗi tháng một lần. Như thế đường mới sạch, mọi người đi lại thuận tiện hơn. Đầu năm đấy vì tuyên truyền về cho nhân dân và những tổ nhận khoán các đường để vệ sinh, để bảo vệ các cái đường, để vệ sinh các đường nó sạch đẹp để cho nhân dân và khách du lịch người ta đi lại nó sạch sẽ, là đấy cũng thu hút được những khách du lịch ngoài người ta về tham quan. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, cách đây hơn một năm, bí thư chi bộ Chảo Láo Lở đã tiên phong đưa 1.500 cây cỏ ngọt và chè dây về trồng. Hiện các loại cây dược liệu này đã cho thu hoạch, mang lại nguồn thu khoảng 60 triệu đồng một năm. Nhận thấy hiệu quả, bí thư chi bộ Chảo Láo Lở đã chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp giống cho bà con cùng trồng, đưa diện tích cỏ ngọt, chè dây của xã lên trên 5 hectare. Năm 2023, thôn giảm được 10 hộ nghèo và đầu năm nay được công nhận thôn nông thôn mới. Sẵn sàng là chia sẻ những kinh nghiệm cho bà con là cách trồng với là cách nhân giống cho bà con để mình có thể là giảm bớt được cái chi phí mua giống. Và giúp cho bà con còn sống là được cái thu nhập về cái ngoài cái cây lúa, cái ngô thì sẽ có cái dược liệu này thì là tăng được cái thu nhập cho các hộ gia đình ở trong thôn. Đồng chí Chảo Láo Lở, đây là một đồng chí rất là nhiệt huyết, nhiệt tình trong công tác đảng với chi bộ của thôn, trong công tác phát triển đảng viên cũng như là tham gia phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế mô hình về cây dược liệu. Những nhân tố nòng cốt như bí thư chi bộ Chảo Láo Lở đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, giúp địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Chỉ trong nửa đầu năm nay, Mường Hùm đã giảm được 17 hộ nghèo, đạt hơn 50% kế hoạch năm, giảm 47% so với năm trước.